694 lượt bình chọn và chính là siêu mẫu nhí của tuần này. Trước đó tại phòng casting, cuộc hành trình tìm kiếm những thí sinh nhí vẫn chưa dừng lại. Sở thích của con là ca hát và nhảy múa. Các thí sinh của chúng ta không chỉ tự tin mà còn trình diễn rất là chuyên nghiệp nữa. Con có sở thích chơi đồ hàng. Con nấu các món ăn. À, con thích ăn món gì nhá? Con thích ăn pizza. Con tên là Gia Hiệp. Con bao nhiêu tuổi nè? Con 6 tuổi. Tại vì con có thể diễn thời gian cái con chú gì? Sau vòng casting, chương trình đã chọn ra ba bạn nhỏ là Phương Anh, Gia Hiển và Song Thư bước tiếp vào vòng sau. Bạn nhỏ đang đến với chương trình siêu mẫu nhí của VTV9 đài truyền hình Việt Nam. Những giai điệu vui tươi gắn liền với tuổi thơ của ca khúc Trái đất này là của chúng mình do các em thí sinh Gia Hiển, Phương Anh và Song Thư cùng với sự hỗ trợ diễn của bạn Minh Thư đã mở đầu cho chương trình siêu mẫu nhí tuần này. Và bây giờ cô xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi sự xuất hiện của những vị ban giám khảo của chúng ta. Và đầu tiên cô xin được giới thiệu người mẫu cô Thúy Hạnh. Và tiếp theo con xin được giới thiệu đạo diễn thời trang chú Nguyễn Hưng Phúc. Và giám khảo khách mời của ngày hôm nay Á hậu Hoàng Vũ năm 2017 cô Mâu Thủy. Dạ thưa cô Mâu Thủy, đây là lần thứ hai cô đã tham gia chương trình siêu mẫu nhí. Vậy thì cảm xúc của cô có khác gì so với lần đầu cô tham gia chương trình không ạ? Đây là lần thứ hai cô tham gia siêu mẫu nhí. Chắc chắn là cảm xúc sẽ rất khác rồi. Lần đầu tiên là cô mong chờ, cô hy vọng lần thứ hai cô sẽ khó khăn hơn một chút xíu. Bởi vì cô biết là các siêu mẫu nhí của chúng ta bây giờ rất là giỏi, rất là tài năng rồi.
Và bây giờ cô xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một clip phóng sự giới thiệu về các em thí sinh tuần này. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Phương Anh. Sở thích của con thích chơi đồ hàng và ca chữa bệnh cho mọi người. Các bạn ơi nhớ ủng hộ cho mình nha. Yeah. Mình chào các bạn. Mình tên là Sa Hỷ. Năm nay mình học lớp 1. Mình học trường tên là Vin School. Món ăn mình thích nhất chính là sushi. Còn bánh mình thích ăn nhất chính là bánh popcorn. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Song Thư, năm nay mình 6 tuổi. Mình học trường Hoa Anh Đào. Sở thích của mình là chơi đậu hàng và chơi búp bê và đi du lịch. Bây giờ mình sẽ phối đồ và chơi búp bê của mình. Các bạn hãy theo dõi để coi coi mình có mặc đẹp không nhé. Thấy mình phối đồ cho các em búp bê của mình có đẹp không? Trong chương trình siêu mẫu nhí, các bạn hãy bình chọn cho mình nha. Yeah. Như vậy chúng ta đã biết các nhân vật chính của tuần này là những em nhỏ rất là cute và dễ thương. Vậy thì còn chân chơi gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay phần thi sáng tạo. Bé thích vật gì thì chọn. Bé thích phụ kiện gì thì chọn. Bé chỉ cần giấy với siêu mẫu nhí thôi. Cửa hàng thời trang năng động Gap sẽ là điểm đến cho phần thi sáng tạo của các bạn thí sinh tuần này. Nơi đây có rất nhiều trang phục với rất nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau để các bạn có thể tha hồ lựa chọn luôn. Từ quần jean nè, áo sơ mi nè, rồi áo thun, áo khoác có nón, đầm, chất liệu thoáng mát, rất phù hợp cho các em nhỏ luôn ưa thích hoạt động và vui chơi cả ngày. Xin chào mấy bạn. Xin chào mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đố các bạn tìm được anh Ben ở đâu nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm anh Ben nha. Thấy này nha. Thấy anh Ben rồi. Phải anh Ben không? Phải anh Ben không? Anh Ben ơi, hôm nay á, phần thi sáng tạo của mình là chủ đề gì vậy anh Ben? Đó là chủ đề du lịch ngày hè. Yeah. Chúng ta có bao giờ đi du lịch chưa? Dạ rồi. Em đi du lịch rồi, vậy còn em đi du lịch chưa? Dạ chưa. Vậy còn em đi du lịch chưa? Chưa đi du lịch luôn. Bây giờ anh Ben sẽ bật mí rõ hơn cho tất cả các em nha. Khi du lịch chúng ta sẽ mặc những bộ đồ như là quần jean, áo thun. Ngoài ra các bạn gái á, thì chúng ta cũng có thể mặc đầm xòe cũng được. Nhưng mà các bạn nên lựa chọn những bộ đầm nào có độ thấm hút thật là cao, thoáng mát để các bạn có thể vui chơi thật là thoải mái. Thì các bạn đã hiểu chưa? Dạ hiểu. Nếu đã hiểu rồi thì chúng ta hãy cùng bắt tay vào lựa chọn đồ thôi. Yeah. Đi, chúng ta đi. Em là con gái nên là không nên mặc áo ba lỗ. Nên là anh Ben thấy bộ này chưa có hợp lắm. Em vào trong lựa chọn những bộ khác đẹp hơn, hiểu không? Thực chất là bạn Hiền mà thích mặc áo ngắn tay với cả quần sọc hơn, chứ không thích mặc áo dài tay. Mình thấy chọn khó thì mình không có vừa xa với mình. Mình sẽ quyết định chọn bộ này. Ừ,
bé cũng thích màu sắc cũng không có lòe loẹt quá, nhưng mà bé thì ở nhà thì hay thích mặc đồ tôn để cho mát. Thích màu nào? Màu này. Trong hai cái đàm này con chọn màu vàng. Xong rồi. Mẹ có thích bộ đồ này không? À, váy thì mẹ nghĩ là mẹ thích nè. Còn nếu mà con có được cái ba lô màu xanh hoặc màu trắng thì sẽ đẹp hơn, mẹ nghĩ như thế. Con chọn cái ba lô màu hồng vì con thích màu hồng. Rồi, yeah nào. Rồi đúng rồi nha, một thử coi nha, một ước lên xíu nè, đúng rồi, ok nè, cái tay đẩy vô, ok thôi, để vậy chứ, để vậy chứ đi anh, rồi cứ đi đó, ok ngọc lên sau lưng, một tay để đây, nhìn xuống ép vô, đúng rồi, tay này thẳng ra, tay số một là dưới quá, đúng rồi, number one, một chân vậy nè đó, tay này để phía sau. Đó, đẹp trai quá. Chụp anh ơi. Rồi, đổi kiểu nè. Đổi kiểu nè. Con nhìn chú nè, nhìn chú nè. Đó. Cười nha. Bây giờ hồi nãy giờ con làm mặt ngầu nhiều rồi, bây giờ con làm mặt cười lên cho chú nha. Đúng rồi, đẹp quá. Đúng rồi, nói với bé gì đi, động viên bé đó coi, tự tin lên. Dạ con đứng như vậy luôn, con xoay váy nè. Xoay. Con xoay sao cho cái váy nó xòe ra. 2, 3 nhảy. Giờ lại nha. 1, 2, 3. Ha ha. Đúng rồi đó. Nhìn đây nè con. Đúng rồi. Đổi kiểu coi. Chào mừng tất cả cô chú và các bạn nhỏ đã quay trở lại với sân khấu của Siêu Mẫu Nhí. Vừa là những hình ảnh chọn đồ của các em thí sinh trong phần thi sáng tạo với chủ đề du lịch ngày hè. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ba vị giám khảo về phần thi sáng tạo của các em thí sinh ạ. Thí sinh Song Thư. Đó, mọi người nhìn thấy không này. Một chiếc đầm jean dài 2 dây phải nói là rất là thời trang, rất thời thượng luôn. Cùng với một chiếc vòng choker thì hình ảnh của bạn Song Thư có thể thấy là một cô bé đi du lịch rất là năng động, trẻ trung, thoải mái và hợp thời trang, hợp với cả cái hình ảnh hiện đại cá tính của một thành phố năng động và đầy nhiệt huyết. Bản thân cái hình ảnh của bạn Song Thương thấy một nụ cười rất là tươi, rất là rạng rỡ, giống như vui mừng mình đang được đi du lịch đây, mình đang được đi chơi đây. Thì cô rất là thích cái bộ trang phục này của bạn Song Thương. Phương Anh thì lại chọn cho mình một phong cách hoàn toàn khác biệt so với lại Song Thư. Chiếc áo đầm đầy hoa với cái phần váy, chân váy xòe rộng ra thì chứng tỏ đây là một cô bé rất là nữ tính, hơi điệu đà một chút xíu. Có một cái điều trong cái bộ trang phục này thì cái đôi giày bót đúng không cô Hạnh? Đúng rồi. Đôi giày bót này nó hơi bị nặng nề quá so với bộ trang phục này. À, và nó làm cho mình hơi bị vướng víu khi mình đi du lịch. Nếu như mà đôi giày bót này có thể thay được bằng một cái đôi búp bê nhẹ hoặc là đôi giày Nixker nhẹ nhàng thôi thì đầm cái màu xuống tí xíu, không cần phải cổ cao như thế này, thì trong bộ trang phục sẽ hoàn toàn thoải mái hơn. Nhưng bên cạnh đó bù lại một cái là khi mà tạo dáng thì rất là dễ thương. Đây là dáng truyền thống nhất của Siêu Mẫu Nhí trong 3 năm vừa qua. Tất cả các thí sinh đều làm rất là nở cánh hoa. Còn với bạn Gia Hiển thì Gia Hiển chọn là một cái áo xanh ở ngoài kèm theo quần và xong giày. Tất cả cái bộ đồ này trong màu rất là hài hòa với nhau. Nhưng mà thì thấy được rằng là khi mà mình mặc bộ đồ này á, mình không có một điểm nổi bật. Do Gia Hiển chọn màu hơi tối
Cho nên là khi mà mình đi du lịch ngày hè á, mình không có cảm thấy nó mát lên, mà cảm thấy hơi bị nóng. Thấy màu thôi nha, chưa nói là có nóng thật hay không, chỉ thấy màu thôi là không được mát cho lắm. Chú Hân Phúc lại có một cái chút xíu suy nghĩ khác với cô Mâu Thủy. Chú Hân Phúc lại thích cái bộ trang phục này khi mà đi du lịch, bởi vì thường á, khi du lịch thì chúng ta sẽ chọn những cái tông màu nó hơi sậm chút xíu để cho đỡ dơ, đỡ bẩn. Nếu như chọn màu sáng quá thì nếu mà có chơi gì á, thì lỡ sẽ bị dơ. Với cái tông màu này thì con trai lựa thì chú Hân Phúc nghĩ rằng nó sẽ nam tính hơn và mạnh mẽ hơn với những gam màu sậm. Em nghĩ là em có nghĩ là em bị suy nghĩ của con gái nó lấn át quá nhiều. Đúng rồi, cái bánh bèo trong em nó còn nhiều quá. Cảm ơn anh đã em cùng cái sự nữ tính của cô Thủy. Nhưng mà chứ không nghĩ rằng nếu mà nam tính là những màu sậm như vậy. Đúng thì rồi. Mạnh mẽ. Quý vị khán giả và các bạn nhỏ nhớ bình chọn cho những thí sinh mình yêu thích trên trang fanpage www.facebook.com/siêumẫunhíVTV9 bằng cách ấn nút like bên dưới mỗi tấm hình. Bạn nhỏ nào có lượt like nhiều nhất sẽ giành danh hiệu siêu mẫu nhí của tuần. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một phần thi mà các bạn nhỏ rất là thích, mà bản thân con cũng thích luôn. Đó là phần thi hóa thân. Ôi, mình muốn trở thành một người khổng lồ. Không, còn mình muốn là một chú bé tí hon. Nào, các bạn hãy cùng mình hóa thân. Chào mừng các em đến với phần thi hóa thân. Các em có cảm thấy hào hứng khi bước vào phần thi hóa thân không? Dạ có. Thì các em đã lựa chọn các nhân vật mà mình yêu thích chưa? Dạ rồi. Như vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng bước ngay vào phim trường Mộc Thanh để hóa thân nha. Siêu Mẫu Nhí phát sóng chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.